Rót dầu qua đồng xu. Hoàng hô Trần Khang, Trần Khang, ôi giỏi quá, thật là tuyệt vời. Đây là vị xạ thủ bắn tên giỏi nhất nước, đó là Trần Khang. Một ngày nọ, Trần Khang thấy một đám đông vây kín xung quanh một tớp người đang thi đấu trổ tài bắn cung. Trần Khang tiến vào xem. Thế mà cũng đòi bắn. Ôi, tôi bắn trúng rồi. Ta bắn trúng chứ. Không có ai bắn trúng cả. Người bắn trúng quả táo chính là ta. Anh là ai mà đến đây bảo là người bắn trúng quả táo đó? Các ngươi chẳng biết gì hết. Ta là Trần Khang, người bắn cung giỏi nhất đất nước này. Chà, siêu quá nhỉ. Tiếp tục đi ngay. Có gì đâu, chỉ là kỹ năng thôi mà. Ta có thể bắn trúng vật gì dù nhỏ nhất, nhanh nhất, xa nhất. Nào mọi người, hãy ném những quả táo thật nhanh, thật xa. Ôi hay quá, hay quá. Không hổ danh là xạ thủ bắn giỏi nhất nước ta. Hả? Ông ta bắn cái gì thế nhỉ? Chà, nó lại còn bay cao nữa chứ. Giỏi thật, giỏi, quá giỏi. Ông lão này dám coi thường ta sao? Này ông lão, ông cho rằng ta bắn tên không giỏi sao? Ta thấy tài bắn tên của anh không có gì là kiệt xuất cả. Ông là ai mà dám coi thường ta? Ta là ông lão bán dầu. Thì ra chỉ là một ông lão bán dầu. Vậy ngài bán dầu có tài cán gì? Hãy thể hiện cho chúng tôi học tập. Dạ, cái lỗ đồng xu nhỏ xíu thế mà sao ông lão rót dầu qua được chứ? Mà còn không bị vương vãi ra xung quanh chứ? Thế này mới gọi là siêu chứ. Cực siêu là đằng khác. Hoàng hô, làm thế nào mà ông giỏi thế? Có gì đâu, cả đời này tôi sống bằng nghề bán dầu. Vì thế việc rót dầu như vậy chỉ là chuyện nhỏ. Kỹ năng là kết quả của sự luyện tập chăm chỉ. Trăm hay không bằng tay quen. Chỉ cần luyện tập chăm chỉ, chúng ta sẽ làm được mọi việc. Giữ thể diện cho chồng. Anh về rồi đấy à? Ăn cơm luôn không đói anh nhé. Nhiều việc lắm hả anh? Anh làm vừa thôi kẻo ốm đó. Không sao đâu, em ăn đi. Anh mệt, anh đi nằm đã. Alo. Dạ, dạ, em ra ngay đây ạ. Giờ này còn đi đâu nữa đây? Anh Hùng. À, Quân à, anh đi sớm thế. À, ừ, đi sớm cho khỏi tắc đường. Hôm nay cậu đi khu vực nào? Em đi khu vực ngoại thành. Nhường anh khu trung tâm cho quen việc đã nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi chắc phải mất thời gian nữa mới quen được. Anh nói thế chứ em thấy anh xử lý nhanh lắm. Mấy thằng trong tổ còn bảo anh có dáng xếp nữa. Cậu lên trước đi, tôi đi mua gì ăn đã. Dạ. Về thôi Quyên ơi, làm vừa thôi, độ này xanh lắm đấy. Ừ nhỉ, mãi quá suýt nữa quên. Cậu về trước đi, tớ lấy đồ rồi đi sao? Cậu cứ để đấy cho tôi. À, bác Ký giúp cháu vào đây ạ. Cảm ơn cậu nha. Em à, em xong việc chưa? Một lát nữa anh qua đón em nhé. Hôm nay em về muộn lắm, anh cứ về trước đi. Ừ, anh biết rồi. Anh chờ em lâu không? Chờ em bao lâu cũng được. Hôm nay mình đi ăn nhà hàng nhé. Hôm nay em về muộn lắm, anh cứ về trước đi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách. Làm gì mà phải tắt máy chứ? Ôi, anh làm em hết hồn. Làm gì khuất tất hay sao mà hết hồn?
anh ăn gì chưa mà ngồi uống rượu thế? Ăn rồi. Em mới lấy tiền làm thêm. Anh cầm gộp vào sổ tiết kiệm của hai vợ chồng giúp em nhé. Ấy chà, có 2 tiếng vào nhà hàng mà cô kiếm được ngần này cơ à? Hậu hĩnh quá nhỉ. Anh đang nói cái gì thế? Anh theo dõi em đấy à? Cô đang đi lại với ai phải không? Giỏi giang giàu có cỡ nào mà khiến cô siêu lòng vậy? Hơn cả thằng Hùng này cơ à? Anh cứ thôi đi không? Anh không hiểu gì thì đừng nói em như vậy. Cô mang hết ra đây, tiền hay trang sức hay nước hoa, người ta cho cô những gì, cô còn giấu tôi những gì nữa? Anh đừng có đụng vào tài liệu của em, hỏng hết bây giờ. Tài liệu à? Cô đừng hòng che mắt tôi. Đưa đây tôi xem. Đưa đây. Đủ rồi đó. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Công nợ cả tuần làm thêm của em bị anh làm hỏng rồi đây này. Em thích về muộn sao? Em làm muộn, nhận làm kế toán ngoài giờ cho nhà hàng là vì ai anh biết không? Vì em không muốn anh phải vất vả và phơi mặt đi giao hàng. Em nói gì? Em biết từ bao giờ? Sao em không nói gì? Sao em... Anh là người sĩ diện. Nếu muốn, anh đã nói với em rồi. Em thương anh vất vả, thế mà anh... Quyên à, anh thật sự xin lỗi em. Vì anh mà em phải vất vả, vậy mà anh còn không hiểu, còn làm khổ em nữa. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe gì cả. Em đi đây. Em định đi đâu? Em định bỏ anh à? Anh không cho em đi đâu cả. Anh đúng là có vậy thôi mà đã rối cả lên. Em đi giặt bộ đồ bảo hộ bí mật của anh chứ đi đâu. Mấy tháng nay anh cứ mặc xong lại giấu dưới đáy tủ, chắc là nó bốc mùi lên rồi. Từ giờ không được giấu em điều gì nữa nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn ở bên anh. Anh biết rồi. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Chú chó trung thành. Vịnh ơi, con Vịnh đâu rồi chứ? Lạ thật, sao từ hôm qua tới giờ không thấy nó đâu nhỉ? Không biết nó chạy đi đâu rồi. Vịnh ơi, Vịnh! Hóa ra là mày nằm trong này. Mày làm sao thế? Thôi chết, hình như nó bị bệnh rồi. Toàn thân lở loét thế kia, chắc là bị ghẻ. Phải đi mua thuốc chữa bệnh cho nó thôi. Sao bôi thuốc mấy ngày rồi mà nó vẫn không đỡ nhỉ? Này ông, tôi thấy hình như bệnh tình của nó ngày càng nặng hơn, chắc không qua khỏi được đâu. Tội nghiệp nó. Thôi, ông bước nó đi đi, để trong nhà hôi lắm. Bước nó đi ư? Nhưng mà nó gắn bó với chúng ta bấy lâu thì biết là thế, nhưng nó không khỏi, trước sau gì cũng phải chết thôi. Để lâu trong nhà hôi lắm, lại có trẻ con, nó mà lây bệnh thì tội con mình đó. Đành bỏ nó đi thôi ông ạ. Đành vậy. Xin lỗi mày nhé. Đã đi rất xa nhà rồi, nó mà tỉnh lại chắc không tìm được đường về đâu. Thuốc mê của lão lăng lầm này cũng tốt thật, chứ nó mà tỉnh thì mình không mang nổi nó ra đây mất. Thôi chết, vừa nói mà nó đã tỉnh rồi, phải đi thôi. Xin lỗi mày nhé. Của mình. Là mày ư? Mày chạy theo tao đấy sao? Tốt rồi, mau sủa thật lớn để gọi người đến cứu tao đi. Kìa, mày chạy đi đâu thế? Vịnh. Chắc nó thù mình vứt nó xuống hố nên bỏ đi không thèm cứu mình đấy mà. Tao mà thoát ra được khỏi đây thì có ai không?
Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi! Kêu cả ngày trời mà không có ai đến cứu mình. Đêm đến thú dữ mà mò ra thì bên này mình chết chắc rồi. Hả? Lại là mày à? Đây là... Mau bám lấy sợi dây này để leo lên đi. Tôi sẽ giữ phần đầu sợi dây cho. Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì... Đừng có cảm ơn tôi. Chỗ này rừng núi hoang vu, không ai lui tới. Anh có kêu đến cả tuần cũng chẳng ai nghe được mà cứu anh đâu. Thế sao? Tất cả là nhờ con chó này. Nó đã tìm tới tôi và dẫn đến đây để cứu anh đấy. Nhờ nó sao? Vậy mày... Thế mà tao cứ tưởng... Vện, mày làm sao thế? Nó chết rồi. Hình như nó đang bệnh, còn cố sức chạy mấy chục cây số đường rừng để tìm người nữa, cho nên... Còn chó thật trung thành. Vện ơi! Tao xin lỗi mày. Chúng ta sẽ cùng về nhà nhé. Giá trị của sự giản đơn. Hồ sơ của cô rất tốt, rất phù hợp với công việc ở đây. Nhưng tiếc quá, cô nộp muộn hơn một tuần so với hạn. Chúng tôi đã chọn được người rồi. Thưa chị, em học về thời trang, từ lâu đã mơ ước được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp như công ty ta. Không biết còn cơ hội làm việc nào ở đây nữa không ạ? Thật ra là còn, nhưng mà là vị trí cắt nhãn mác cho sản phẩm. Cắt nhãn mác ạ? Đúng. Chắc cô không nhận đúng không? Công việc này khá là đơn giản và... Dạ không, xin chị cho em được thử vị trí này được không ạ? Công việc này chỉ có mỗi việc là cắt mác từ cuộn thôi. Một công việc thủ công thông thường, chẳng cần trình độ gì cả. Cô thì lại tốt nghiệp đại học mỹ thuật. Cô có chắc mình muốn làm không? Em mới ra trường, có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp như thế này đã là may mắn lắm rồi ạ. Vậy thì sang tuần tới, cô có thể bắt đầu công việc được đấy. Vâng ạ. Biết sắp đến giờ nghỉ giải lao chưa? Ôi chào, trên đời này sao có cái việc nhàm chán và đơn điệu thế chứ? Trước đây cô có học chuyên nghiệp gì không? Dạ, em học đại học mỹ thuật chị ạ. À. Trời, học hành bài bản vậy mà cô phải vào đây làm công việc này ư? Đúng đó, cô thật kỳ lạ mà. Em thấy công việc nào cũng có cái hay mà. Tôi mà học hành tử tế như cô á thì chẳng việc gì tôi phải... Thưa giám đốc, vừa rồi chúng ta đã vào thăm các bộ phận quan trọng nhất của công ty. Khu vực cuối này chỉ là khối cắt và gắn nhãn mác. Có cần vào thăm không ạ? À? Vẫn còn thời gian, vào qua một lát cũng được. Dạ vâng ạ. Chào giám đốc ạ. À. Chào các cô. Thế nào, chỉ tiêu tháng này các cô đã hoàn thành chưa? Dạ, cũng sắp hoàn thành rồi thưa giám đốc. Vừa rồi chúng ta đã thay một loạt nhãn mới cho quần áo trẻ em. Các cô thấy thế nào, ổn chứ? Dạ, ổn quá ổn đấy chứ, đẹp hơn mẫu cũ. Vâng, mới và cứng cáp, đẹp lắm ạ. À. Nhưng thưa giám đốc, theo tôi thì ta cần phải thay đổi chất liệu nhãn mác ạ. À. Nhãn mới khá đẹp, nhưng theo tôi thì quá cứng với trẻ nhỏ ạ. À. Chúng ta nên sử dụng chất liệu mềm hơn, sẽ khiến trẻ thoải mái hơn ạ. À.
thưa anh, đây chỉ là bộ phận cắt nhãn mác. Em nghĩ anh không cần quá chú tâm đến nhận xét của họ đâu ạ. Không, cô ấy nhận xét đúng đấy chứ. Vậy theo cô nên dùng chất liệu gì? Em nghĩ dùng chất liệu bằng lụa, bằng cô tông hoặc bằng nhựa silicon mềm sẽ tốt hơn ạ. Em thấy loạt nhãn mác cho sản phẩm trẻ em mới chưa được đầu tư đúng mực. Chất liệu cứng mà cách ghi thông số về sai, kích thước hơi khó hiểu ạ. Cho nên em nghĩ ngoài mác trên huy hiệu, kích thước, sai, em nghĩ nên làm thêm mác ghi rõ chất liệu, cách sử dụng, cách là để tránh sản phẩm bị hỏng. Như vậy, ta vừa hướng dẫn khách hàng cách dùng, vừa khiến họ thấy sản phẩm rõ ràng được đầu tư một cách cẩn thận ạ. Những điều cô vừa nói tôi thấy đều rất có lý. Đúng là trước giờ chúng ta đã chưa thật để tâm đến nhãn mác sản phẩm. Lát nữa tôi sẽ triệu tập ngay một cuộc họp về vấn đề này. Nhớ mời cô Hương lên họp cùng chúng ta nha. Dạ vâng ạ. Thật may hôm nay tôi không nghe lời cô bỏ qua bộ phận cách nhãn mác. Thế mới biết không có công việc gì là tầm thường cả. Quan trọng là đầu óc của người làm việc ấy. Cô gái này sẽ trở thành lãnh đạo của công ty chúng ta trong tương lai. Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc. Giải cứu cá vàng. À, cha, trời đã sáng rồi sao? Vậy thôi. Ôi, tuyết, mùa đông đến thật rồi. Thích quá, tuyết rơi mới đẹp làm sao. Ồ, hồ nước bình thường mình vẫn ra tắm, giờ đã đóng băng cả rồi. A ha, thích quá. Mình có thể chạy từ bờ này sang bờ kia mà không sợ ướt. Ôi da, đau quá. Ai đấy, sáng ra đã ầm ĩ vậy? Ơ, tiếng ở đâu thế nhỉ? Tôi đây, cá vàng đây. Cậu không có việc gì làm hay sao mà cứ rầm rầm trên cửa nhà tôi thế, không để ai ngủ à? Ồ, thì ra là anh cá vàng. Anh lên đây chơi đi, vui lắm. Tôi không lên được. Cậu làm ơn ra chỗ khác chơi đi, đừng ở đây làm ầm nữa. Sao lại không lên được? Phải rồi, mặt hồ đã bị đóng băng mà. Tội nghiệp anh bị nhốt dưới ấy. Để tôi giúp anh nha. Không cần đâu. Chỉ một lát thôi, không lâu đâu. Ơ kìa. Để tôi cứu anh lên. Ôi ôi, đừng làm thế. Dừng lại đi. Anh Đảng đừng ngại. Tôi làm một lúc là xong thôi, anh đừng lo. Tôi đã bảo dừng lại cơ mà. Xong rồi. Anh có vàng ơi, lên đây chơi nào. Anh thấy chưa, tôi làm một loáng là xong mà. Ôi ôi, anh làm gì thế? Cậu thật quá đáng. Cậu định chọc tức tôi phải không? Sao lại thế? Có chuyện gì mà buồn thế con trai? Cá vàng thật quá đáng. Con có lòng tốt giúp anh ta, vậy mà anh ta không cảm ơn lại còn mắng con nữa. Có chuyện đó sao? Con kể lại bố nghe xem nào. Chuyện là thế này ạ. Sao bố lại cười ạ? Con trai, con làm vậy là không đúng rồi. Vào mùa đông, nhờ mặt nước đóng thành băng mà những con vật sống ở dưới hồ được che chắn khỏi cái lạnh. Vì thế mà cá không bị lạnh và có thể sống qua mùa đông. Thật thế sao ạ? Thế mà con lại đập vỡ mặt băng, như vậy khác nào hại cá vàng. Con... Giờ con đã hiểu vì sao cá vàng lại tức giận chưa? Con nhiệt tình cứu giúp bạn thế là tốt, nhưng phải biết suy xét để ý xem người ta có cần không. Lòng tốt đặt không đúng hoàn cảnh sẽ trở thành vô duyên, phá hoại đấy con trai ạ. Dạ, con hiểu rồi bố ạ.
comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.